Rồi thì Phúc cũng hôm nay trên cái diễn đàn của chị Trần Lily thì chị Phúc cũng xin chào các anh chị em nha. Hôm nay thì chị hai chị em thì cũng bức xúc cái con khốn mà cái con gì con Cẩm Thúy gì đó. Thúy mà nghe nói Đây. cô giáo hả em? Rồi rồi nên hai chị em cũng rất là bức xúc rồi nói thế để like làm clip này để mà mình lên án cái một cái con người mà đã mang danh là cô giáo mà bây giờ là hả làm những cái trò mà mình cảm thấy rất là khốn nạn. Đúng rồi. Thật sự là mình cảm thấy rất là khốn nạn. Chào anh Hạnh Phúc Bình Yên, chào cụ Văn Đồng Đinh, chào thôi chào cả nhà đi. Thực ra Ly nói cho mọi người nghe nhé, tại vì Phúc thì không có thấy mọi người còn, nhưng mà hôm nay á Hạnh Phúc Trần mới nói chị Ly ơi, chị chửi chết bà cái con mà đốt cờ tổ quốc đi cho em căm phẫn quá. Đấy cái Ly này chị không biết chửi lộn, cái Phúc bảo là thôi hai chị em cũng không biết chửi thì thôi hai chị em nói ấy đi. Nói vậy thì bây giờ tối nay em muốn nói chứ mà thực ra đó thì Ly cũng biết là nhiều người căm phẫn đó. Cái hành động đó thì đúng là rất là không, trừ cái bọn phản động ra thì Ly nghĩ là người dân Việt Nam mà nhìn thấy cảnh đó không ai không căm phẫn, đúng không Phúc? Dạ. Em nói đi. Mà em cũng không biết là cái trường hợp này thì bây giờ đã được đến tay của bên cơ quan chức năng chưa? Tại sao em không hiểu là tại sao một cái con người như vậy mà để cho nó lộng hành đến mức mà như vậy luôn á. Nói chung á là em nói với mọi người á là có nghĩa là nó cứ càng kiếm chuyện, nó càng kiếm chuyện để cho mà nó để cho nhà nước cho cơ quan chính quyền á mà kiểu là bắt nó hay là gì đó, rồi nó lại vu vạ cái bọn bao que xỏ lá, cái bọn mà những cái kẻ mà chuyên như vậy á là nó chỉ có như vậy thôi. Và tất nhiên là nhà nước Việt Nam mình cũng hiểu được những cái thành phần này nó phát xuất từ đâu, tại sao nó phải làm như vậy. Đấy, em cứ nói đi. Chị thì chị nghĩ đơn giản như vậy Phúc nè, cho dù cũng có không phải một một con nhỏ đó đó, nhưng mà chị cảm thấy nhục nhục ở chỗ là vậy nè, nó lại là một cô giáo đấy mà nghe nói cô giáo dạy lớp 2 mà nó bị nó mà lại là cũng là dân công giáo đấy và bị khai trừ đảng đấy, chị nghe được là như vậy đó mà chị cảm thấy rất là nhục, bởi vì dù sao cũng là đồng nghiệp của chị á mà thấy nó làm một cái hành động đó. Tuy nhiên á chị nói thẳng luôn, cho dù nó có nhục mạ lá cờ tổ quốc đến bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không làm cho cái lá cờ bị hạ thấp giá trị, không làm cho cái lá cờ tổ quốc của mình hạ thấp giá trị, mà ngược lại nó làm cho cái giá trị của chính bản thân nó và của chính gia đình nó làm cho người ta khinh bỉ và làm cho người ta căm phẫn, mà chỉ cảm thấy như nó tự bích đường đi của nó. Bởi vì lá cờ của mình, quốc kỳ của mình thì rõ ràng là cả thế giới đều biết là Việt Nam có cờ đỏ sao vàng, mình phải dùng cái từ đúng, chỉ có một từ đó, đó là đăng ngạo nghễ tung bay ở trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Cho nên nó có xúc phạm, nó có làm gì thì nó cũng không làm cho cái lá cờ cảm thấy mất đi giá trị, mà chỉ làm cho người dân Việt Nam thêm căm phẫn nó thôi. Còn em thì nghĩ sao thì chị không biết. Nói chung là tại thật sự ra mình thì dĩ nhiên là mình là không có giống họ rồi. Với em á, là một cái người dân thì cái này là em cảm nhận riêng của em nha, em cảm nhận riêng về cả cái của em là lúc từ nhỏ, từ bé em sinh ra cho đến lúc lớn lên, và nhiều khi em cũng không biết cái vấn đề chính trị, em cũng không biết là cái những cái gì, những cái vấn đề tiêu cực gì của xã hội này kia nọ, nói chung là mình không quan tâm. Nhưng mà em nghĩ ở một cái xã hội như ngày nay thì một cái người dân mà sống mà biết lo ăn lo làm, tuân thủ pháp luật, mình không có làm những cái vấn đề gì sai trái, thì tất nhiên là cái xã hội những cái gì người ta cũng không có, những cái gọi là xiềng xích hay là gông xiềng gì đó, hoặc là những cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái tự do của mình á là sẽ không bao giờ mà dính dáng tới mình. Nếu mình là một cái con người có sống, có trách nhiệm, có hiểu biết pháp luật và mình tôn trọng pháp luật. Còn cái thành phần này á, em nói thiệt với chị á, chẳng qua nó sống vì cái sự ích kỷ của bản thân của nó,
em nghe nói ở đâu á là hả làm ở trong đó rồi, có nghĩa là cũng cái thì cái dạng này khi mà chị lên nó lên chị nghe nó chửi á thì chị biết là cái con người của cái con cẩm thúy này nó bộc phát là như thế nào rồi, nó rất là ngông cuồng, nó rất là mất dạy. Và khi... cho chị để chị cho mọi người thấy cái cảnh nó đang rất là đấy là bà con thấy nhé, đó à, Đảng Cộng sản bán nước hại dân và dùng những cái lời rất là tục tĩu thì chỉ cố tình đưa lên để cái like này mình sẽ đưa lên YouTube và để cho những cái người dân á, họ căm phẫn cái kẻ mà gọi là dám xúc phạm, gần như là chỉ trừ đi thì cũng có 90 triệu người dân họ đang tôn đang cái lá cờ cái quốc kỳ đang đại diện cho họ mà bị xúc phạm như vậy, đồng nghĩa với việc là xúc phạm đến tất cả hầu hết người dân Việt Nam mình. Rồi em nói đi. Thật sự ra đó thì Phúc nghĩ một điều rằng á, làm con người á, chúng ta phải biết được cái giá trị mà mình có ngày hôm nay là có từ đâu. Mình thấy đâu phải là cái loại như con cẩm thúy này, đó là một cái loại mà giống như là nó không hiểu biết, nó không học hành, hoặc là nó nghèo khổ gì đâu. Ví dụ đặt trường hợp là nó một cái người không hiểu biết mà nó rơi vô cái cảnh là hoàn cảnh là nghèo khổ mà nó bị người ta dụ dỗ này kia nọ đó, thì mình không trách, tại vì nhiều khi cái nhận thức, cái ý thức của nó không có. Tuy nhiên về cái con cẩm thúy này là một cái con nó đã cũng đã là giáo viên rồi, là một cái người nó cũng là phải nói là có cái chung là có nhà có cửa, nói chung là cũng có thành công ở trong cái cuộc sống này rồi. Nhưng mà tại vì cái bản chất ngông cuồng, cái bản chất mất dạy, cái bản chất mà không coi ai ra gì hết, thì tất nhiên mà khi va chạm ở trong cái môi trường mà và sinh hoạt về trong trường lớp á, thì cái kiểu của cái con cẩm thúy này nó thích là phải là đè đầu cửa cổ người khác, hoặc là cái thái độ như hỏi chị, chứ một cái thái độ như vậy là nó không, em nghĩ chị, em nói với chị á, trước sau gì cũng phải bị loại bỏ ra khỏi cái môi trường giáo dục thôi. Tại vì một cái người cô, một giáo viên mà người ta là đi dạy cho học sinh thì không thể nào mà chấp nhận một cái loại mà như vậy. Trời, cái loại này mà như vậy là chỉ có dạy cho con em chúng ta là chỉ có là hư thân thôi, chứ không có dạy được những cái việc mà nên người đâu. Đó, thì chính vì cái bản chất của cái con cẩm thúy này nó là một cái người không tốt rồi. Cái bản chất ngạo mạn ngông cuồng rồi, nó thêm là cái sự ích kỷ trong lòng của nó, và nó tiêm nhiễm bởi những cái thù hận, những cái sân si, những cái hơn thua của nó, bởi những cái luận điệu của cái bọn ba que xỏ lá, thì thành ra nó mới đổ rốn cho đến ngày hôm nay. Và tất nhiên rằng á, em nói với chị ấy, bây giờ nó chắc nó đang muốn, giống như là cái con bữa như hôm qua em có nói là chắc đang muốn con Nguyễn Ngọc, con nấm độc như Quỳnh nó chắc là nó muốn chắc đang đi muốn, theo con nấm đang muốn. Tại vì nó có những cái điểm chung với con nấm á, là nó cũng là một con chiên. Đó. Và nó cũng là cái dân, cũng cái xứ, cũng cái vùng, cũng vùng Nam Trung Bộ như con nấm. Rồi cái tiếp theo nữa là, nhưng mà nó chỉ khác con nấm là chỉ rất là buồn ở chỗ là nó từng là đảng viên em. Đấy, nó từng là đảng viên nhưng mà bị khai trừ. Và nó lại là một cô giáo dạy cấp lớp 2. Đó, và chị cảm thấy là nói như em á, nói như em cũng đúng là tại vì này, chị nghĩ là nó như vậy á, chị lại thấy mừng. Mừng là tại sao? Nó còn trẻ mà nếu nào để một con người có những cái ngôn từ và có những chưa nói là hành động nó xúc phạm lá cờ nhé, mà nó dùng cái từ đó, chị nói thật với Phúc, chị từ bé đến lớn chị chưa bao giờ nói được một cái câu mà như nó nói, tức là kể cả mình nói ngoài đời, kể cả mình nói ngoài chợ thì búa, mà những lúc mình nóng giận mà chưa bao giờ mình nói được một cái từ mà tục tĩu như nó,
mà chị thấy với tư cách một cô giáo như nó, mà nếu để cho nó, nếu nó không làm những cái hành động đó, mà nó có dạy ở trong trường, nó có che giấu ấy, thì nó chỉ nghĩ là một con người như thế đúng là không xứng đáng để dạy những em học trò thì mới lớp 2. Cái này á, mình đem mình so sánh tí xíu nha. Thật sự ra nếu mà để mà so sánh với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, thật sự cô ta cũng chỉ là cũng là một cái người mà cũng hám danh hám lợi thôi, rồi bị tưng bốc bởi những cái luận điệu của cái bọn kia, rồi tự cái trường cảm thấy mình một cái gì đó, một cái nhân vật quan trọng thôi, chị hiểu không? Nhưng mà ít ra nắm á, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, bà còn có là cái kiểu là có cái kiểu là con người mà còn biết cái chuyện làm dạng như là có học chút xíu, hiểu không? Có học chút xíu, bà cũng không có đến mức mà bà rất là mất dạy như cái con này, không có mất đến mức là không có mất dạy như cái con Cẩm Thúy này. Đúng. Trời, em coi rất là rồi. Nhiều clip mà như nó thật sự với chị á, em không thể nào mà em coi hết cái clip được, tại vì rất là mất dạy, rất là cái kiểu mình không tưởng tượng nó là một người giáo viên luôn đó. Em tưởng tượng giống như nó là một cái người thật sự, cái người mà hàng tôm hàng cá, em nói thiệt, cái dùng mà từ hàng tôm hàng cá là những cái người này, nó là dạng như người mình ví người ta là thức học, nhưng mà thật sự ra những cái người hàng tôm hàng cá, nhưng mà những cái người ta biết đối nhân xử thế thì người ta cũng rất là đàng hoàng tử tế. Còn cái loại này là cái loại gì mà đi dạy mà trời ơi, lên trên đó mà chửi tục chửi tiểu, mà nói chung là không có thể nào mà ngồi coi hết được một clip của nó, chỉ có những cái kẻ giống như nó thì mới ngồi tung hô, mới là ngồi coi cho nó hết clip để mà nó chửi, nó xuyên tạc về đất nước thôi. Chứ mà mình là một cái người mà mình yêu nước, mình cảm thấy là mình rất là bức xúc với những cái hành động của một cái loại mà, em nói thiệt với chị, em không có biết dùng cái từ gì để mà xứng đáng với cái con Cẩm Thúy này. Quá là khốn nạn, quá là mất dạy. Hôm rồi, giờ, thật sự... Phúc nghe, hôm rồi chị có một cái lá cờ, chị mới thay một cái lá cờ, chị cứ đến ngày lễ thì chị hay treo một lá cờ trước cửa nha chị á. Mà cái lá cờ của chị á, là nó hơi cũ thôi, thì chị mới đi mua một cái lá cờ với một cái lá cờ 40.000. Thì về chị mới để cái lá cờ cũ á, thì chị nói giờ lá cờ này không biết làm sao. Thì cái nhà hàng xóm nó chưa có cờ, thì cái thằng bé hàng xóm nó mới học lớp 4 nha, mà nó thấy cái lá cờ nó rất là thèm, nó mà nhà cũng hơi hoàn cảnh á, cái nó bảo là nó thì gọi chị bằng mẹ nhá, nó bảo mẹ ơi cái lá cờ đó mẹ cho con đi. Cái chị mới nói mẹ cho con, nhưng mà chị trước khi cho nó thì chị dạy cho nó là cái lá cờ là cái rất là cái thiêng liêng của tổ quốc, cho nên mẹ đưa cho con thì để mỗi dịp lễ Tết nhà con treo trước nhà, cho con không được sử dụng cái gì. Nó bảo lúc đầu chị chưa dặn thì nó bảo mẹ cho con để con để đằng sau xe đạp và con đi, kiểu nó bắt chước như mấy người mà người ta đi bảo ấy á. Rồi đến lúc là chị mới nói không được, con không được treo ở đằng sau xe đạp, con đi chơi nhông nhông ngoài đường, là không những là người ta chửi con mà người ta chửi luôn cả mẹ, mà mẹ cũng là bị lên án đấy, cho nên là con chỉ được phép là để mẹ giặt sạch sẽ thằng con đưa về nhà cất xong rồi con treo vào những cái dịp lễ, khi nào con thấy bên nhà mẹ treo thì con treo. Đó. Rồi chị thấy, chị nhớ là có một cái lần mà có một cái người Việt Nam mình mà đi tới giống như Nam Cực ấy, mà để cắm được cái lá cờ tổ quốc mình lên đó, và họ cảm thấy là rất tự hào. Và không phải riêng cái con người mà cắm được lá cờ ở nơi Nam Cực, mà chị thấy là mỗi lần mà nó nhắc đến cái người đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên đến được Nam Cực cắm được lá cờ tổ quốc lên đó, là hầu như người Việt Nam ai cũng cảm thấy hãnh diện và tự hào và rất là vui đó. Mà cuối cùng là một con người, chị không hiểu là tại sao lại xã hội này lại có những cái loại người như vậy. Và chị nghĩ chắc chắn an ninh mạng họ biết rồi, nhưng mà họ chưa bắt, chẳng qua là người ta để coi nó liên lạc, liên hệ với những thành phần nào thôi. Đúng không em? Yeah. Em nói về lá cờ thì em cũng kể chị nghe là cái chuyện của em. Thì đợt đó em đi làm thì em thấy là thường cái ngày đó thì hình như là người ta đi bảo á, thường thường người ta bảo người ta có một cái lá cờ bự, xong mấy cái lực cờ bé bé bé. Thì sau khi mà em đi trên cái đoạn đường đi làm thì em thấy người ta có quăng cái lá cờ xuống ngay cái chỗ đường Cộng Hòa đó, thì em chạy qua một đoạn rồi, mà sao em cảm giác như là em thấy cái lá cờ nó rớt như vậy, mà em thấy người ta chạy qua, người ta phải cán qua cán lại, mình sẽ cảm thấy mình không muốn như vậy. Thế là em đã đi qua một đoạn rồi, xong em phải quành lại, xong em lấy cái lá cờ đó em phủi 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 phủi
rồi tới bây giờ em còn bỏ trong cốp xe của em đến bây giờ luôn. Em còn bỏ trong cốp xe cái lá cờ bé bé đó chị, nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là lá cờ to. Chị biết thì là nó chỉ là bề ngang khoảng 20 phân á. Dạ. Thì để cho mọi người, dạ để cho mọi người hiểu được rằng cái đó nó là một cái gì nó rất là thiêng liêng, mình nói thật sự luôn. Đối cái đó là cái cảm nhận của đối với những cái người mà người ta có một cái gì đó đối với cái quê hương đất nước á, thì lá cờ nó tượng trưng cho cái gì nó rất là thiêng liêng. Nó em chỉ thấy rớt ngoài đó mà em không muốn chửi cái xe khác chạy ngang mà lỡ cán lên đụng nó, mình cảm giác mình rất là đau lòng, mình không muốn như vậy. Mà đã đi qua một đoạn rồi em phải quành lại, rồi em dựng cái xe đó rồi em ra ngoài giữa đường em nhặt cái lá cờ đó vô, rồi em còn phủi phủi cho nó sạch, số là em bỏ trong cái cốp xe và em để tới bây giờ ở nhà luôn nó. Thì để cho mọi người biết hay mà hiểu được rằng nó thực sự ra cái lá cờ nó cũng nó tượng trưng cho quê hương đất nước của mình, nó cũng giống như một người cha người mẹ mà tượng trưng cho người cha người mẹ của mình rất là quý trọng nó. Mà cái thành phần này thật sự với chị, em nói thiệt với chị, nó đem cái lá cờ ra để mà nó đốt rồi xong nó ngồi nó chửi rủa, nó nói những cái lời rất là mình cảm giác nó không có còn phải là một cái con người. Em nhiều khi không biết là cái con này nó có bị tâm thần không, hay là nó có bị điên mà đến mức mà là như vậy hay là không, hay là bây giờ nó đợi nhà nước á, cộng đồng ở vô trong tù rồi xong vài bữa rồi nó có là tù, nó biến thành tù nhân lương tâm để là muốn đi qua bên Mỹ tiếp, chắc nó muốn như con nấm đấy. Đơn giản như vậy nè, chị nghĩ là nói chung là nhiều, có hiện nay có nhiều người họ nghĩ về họ cuồng Mỹ quá, và chị nghĩ là họ chẳng có gì phải phàn nàn với cái chế độ này đâu, nhưng mà chẳng qua là họ làm vậy để cho nó để quay lên để cho ghi điểm về cái bọn chống cộng hải ngoại thôi. Bởi vì muốn là để thấy con nấm giờ đưa con cái qua cả gia đình qua Mỹ sống này, nó chỉ nghĩ là chắc chắn như thế thôi chứ cũng chẳng oan cho nó đâu, đúng không? Trời ơi, nhưng mà bà đâu có biết được cái giờ bà nấm bây giờ bà chết dở sống dở bên đó, bà còn muốn là đi về Việt Nam mà giờ Việt Nam không cho bà về. Cái đó là cái bà cảm giác rất là hối hận. Trời ơi, bà phải thấy cái gương, trời mấy cái người này em nhìn thấy em thấy mắt rất rất là ngộ. Trong khi nhà Việt Nam ở Việt Nam có nhà, có cửa, có công ăn việc làm thì thôi chứ bây giờ mình cứ lo ăn lo làm đi. Cứ đi lên cứ bây giờ cứ đi chống phá này kia nọ, xong cuối cùng người ta bắt vô tù, cái xong tự nhiên biến thành tù nhân lương tâm. Tù nhân lương tâm mà làm gì được, rồi gào rú lên là bây giờ thả tù nhân lương tâm rồi cho qua bên thì gì tị nạn chính trị gì kia nọ, xong cuối cùng qua bên đó họ trị chứ. Mà phải công nhận chứ, mà phải công nhận cái bọn chống cộng cực đoan á, nó có những cái mà chị thấy nó không hiểu, nó ngu, hay là nó ngu đần, nó ngu, nó không có nhận thức được, hay là nó giống như kiểu nó không ngu đâu chị ơi, nó không ngu đâu chị, nó đều có cái mục đích của nó hết.